Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky London. Và hôm nay chúng mình cùng ghé vào store của URB để cập nhật những thiết kế mới của nhãn hàng nha. Ở khu vực trung tâm này thì vẫn như mọi khi mình thấy có rất là nhiều đồ thun và đồ jean ở đây. Style của URB thì như các bạn đã thấy là dành cho giới trẻ này, cho nên là đồ thun rất là nhiều. Và những cái thể loại quần short, chất liệu jean rồi là chất liệu linen, kaki rất là nhiều kiểu dáng luôn. Ở đây có chiếc áo sát nách với cái phần cắt khớp rất là lạ mắt, khá là trendy. Dạo này thì mình thấy là cái style khoác thêm một cái áo khoác sợi mỏng ưa chuộng và ứng dụng rất là nhiều. Thời tiết thì khá nóng cho nên là nếu mà mình muốn mặc áo khoác nhẹ thì những chiếc áo len sợi như thế này khá là hiệu quả ha. Ngoài ra ở đây thì còn một số những thiết kế mới với cái chất liệu và vải sợi khá là lạ mắt. Tuy nhiên là cái màu ở cái khu vực này thì không được bắt mắt lắm. Nó còn có màu nâu này, rồi là màu xanh rêu như kiểu màu lính ấy. Nó kiểu màu khá là trầm. Thiết kế thì rất là phong phú, vừa cả áo thun, áo sát nách, rồi lại còn có cả quần lửng, quần túi hộp nữa. Nhìn khá là buồn cười. Quay lại khu vực trung tâm thì có cập nhật rất là nhiều những cái thiết kế với chất liệu vải jean ở đây. Thì dạo gần đây thì mình thấy vải jean đã quay trở lại và nó cũng đang rất là hot, với nhiều những cái thiết kế mới, nó cách điệu hơn. Ở đây còn có thêm một chiếc túi sách với cái chất liệu vải jean, họa tiết hình con bướm, nhìn khá là chất chơi. Kết hợp với những cái set đồ jean thì mình thấy là những cái đôi sneaker màu trắng luôn luôn là một cái sự phối hợp ăn ý. Lần này thì mình thấy Bunabe có một đôi sneaker với cái phần đế cao màu trắng tinh như thế này rất là xinh luôn. Ngoài ra thì để kết hợp với những cái set đồ với cái gam màu trầm thì ở đây còn có cả một cái đôi sandal, nhìn khá là mộc mạc, rất là dễ thương. Và thêm một đôi sục này nữa. Đôi sục này thì mình thấy nhìn nó rất là buồn cười các bạn, nhìn nó kiểu ngố ngố làm sao ấy. Thêm nữa là những cái đôi dép với cái style của Birkin ấy. Cái kiểu dáng dép như thế này thì rất là dễ ứng dụng với cả những cái set đồ thun và jean, nhìn khá là trẻ trung và năng động. Ở đây thì Bunabe họ có một cái chất liệu mới và màu sắc mới cho cái thiết kế dép này. Như các bạn thấy ở đây nhìn chung thì đồ thun rất là nhiều luôn. Áo crop top, rồi áo sát nách, và áo form suông, form dáng rộng, rất là nhiều thể loại. Mình thấy chiếc áo crop top kẻ sọc này nó siêu dễ mặc luôn và siêu dễ ứng dụng luôn đấy các bạn ạ. Rất là dễ thương. Có thể phối với quần short, quần jean và chân váy nữa. Ở đây thì có một chiếc chân váy kaki đang khá là mốt dạo gần đây. Chân váy họa tiết hoa nhẹ nhẹ dễ thương. Cái chiếc chân váy này thì nhìn ngoài màu sắc nó rất là xinh các bạn ạ, nhưng mà lên hình thì nó hơi bị dìm hàng em nó một chút. Màu nó rất là nhã nhặn, rất là mát mắt luôn. Và cùng với chất liệu vải và họa tiết như vậy thì có thêm một chiếc đầm 2 dây nữa. Và ở đây thì Bunabe họ có phối với một chiếc áo khoác vải jean màu nâu khá là xinh. Đợt này thì những thiết kế len sợi khá là nhiều các bạn ạ. Chiếc áo này đang được móc hơi mé một tí. Tuy nhiên là mình rất ưng với màu vàng của nó, màu rất là đẹp. Và mình nghĩ là phối với chiếc áo 2 dây này mặc với bên trong là hết bài luôn đấy các bạn ạ. Tại vì hai cái gam màu nó rất là match với nhau luôn. Khu vực bên này thì với một cái chất liệu vải nó khá là mới, mình cũng không hiểu là chất liệu vải gì, nó khá giống linen nhưng mà nó cũng không hẳn là linen tại vì nó nhăn hơn một chút. Và với cái gam màu loang thì đang được Bunabe ứng dụng khá nhiều. Lại là áo thun, crop top và các kiểu chân váy ngắn và dài khác nhau rất là nhiều luôn. Lần này mình ghé vào Bunabe thì mình cảm thấy là chưa có nhiều những cái thiết kế bikini mới cho nên là mình không quay cho các bạn xem. Thì mình nghĩ là trong một thời gian tới thì họ sẽ cập nhật nhiều hơn và đến lúc đấy thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha.
Ngoài ra thì những cái thiết kế đang hot của Pull&Bear đợt này còn có rất là nhiều những cái áo len sợi kiểu lưới ấy, đa số là đều rất là mỏng. Rất là nhiều những cái áo khoác bằng sợi với những cái họa tiết khác nhau luôn. Thì mình nghĩ là những cái item này nó cũng khá là phù hợp cho mùa hè. Thí dụ như là mình có thể mặc khoác ở bên ngoài những cái chiếc áo bikini hoặc là những chiếc bra, rồi là những cái áo hai dây ở phía bên trong, và để kín đáo hơn thì mình khoác nhẹ những chiếc áo sợi này ở phía bên ngoài thì cũng dạng khá là xinh. Ở đây thì là một chiếc đầm suông nữa. Những cái chiếc đầm này mà mình mặc ở phía bên ngoài cái bikini thì nó khá là kín đáo mà nó cũng rất là sexy, rất là đẹp. Kế bên nó đây là một chiếc áo khoác khá là dài. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái áo hai dây này, rồi là áo crop top với cái chất liệu vải linen, vải sơ mi rất là nhẹ, rất là mát ở đây. Ngoài màu trắng ra thì còn có một số những cái gam màu khác, thí dụ như ở đây có một chiếc áo hai dây màu hồng nữa này. Áo dạng yếm. Đây là một cái chiếc đầm ôm body từ cái phần nhúng hai bên hông, cũng khá là hấp dáng các bạn ạ. Lại thêm một em áo lưới nữa mà màu nâu, kiểu dáng rất là xinh nha. Khu vực bên này thì có cập nhật thêm một số item với gam màu tím các bạn ạ. Ở đây thì có chiếc áo thun này với cả cái túi xách. Ngoài ra thì còn có áo sơ mi nữa. Qua khu vực phụ kiện thì mình thấy Pull&Bear có cập nhật một số những cái thiết kế túi xách mới. Ví dụ như chiếc túi xách được đính cườm màu đen, nhìn khá là dễ thương. Ngoài ra thì còn có cả túi để đựng đồ mỹ phẩm này, đồ trang điểm này bằng vải bố, khá là xinh các bạn ạ. Cái này mà mua để ứng dụng trong dịp hè thì mình thấy rất là tiện luôn. Bên cạnh những cái đôi giày như sneaker và dép to bản thì còn có thêm một số những thiết kế giày cao gót nữa nha. Ngoài ra thì mình thấy là đợt này họ còn có cập nhật một số những cái chiếc mắt kính nhìn cũng khá là trend. Mặc dù là không nhiều lắm nhưng mà mình thấy là những cái kiểu này cũng khá là ok, rất là dễ phối đồ ấy. Ok, và mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây nha. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky London để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.